Ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại channel của mình. Ngày mai mình sẽ quay lại với Quần Anh Tam Quốc. Và ở video lần này mình sẽ test cho mọi người cái chiêu mộ tướng. Chiêu mộ tướng, mình sẽ test 100 lần. Đang có 30.000 KLB. Thì chúng ta biết rồi, mỗi lần chiêu mộ X10 sẽ mất là 2.700 KLB. Vậy là mình sẽ chiêu mộ 100 lần sẽ mất khoảng 27k, đúng không nào? Đấy, đi vào ngày hôm nay luôn, chiêu mộ luôn. Wow, chiêu mộ 99 à. Nghĩa là mình có một lần chiêu mộ theo kiểu nhiệm vụ tân thủ ấy, là nó quay chiêu mộ một lần rồi. Đây sẽ còn 99 lần nữa nó sẽ ra tướng cam. Như vậy là nếu như bạn vào ngay đầu game ấy thì là chưa quay gì, sẽ tính là 100 lần quay sẽ được một con tướng cam. Kiểu nó sẽ là một cái vé đảm bảo chắc chắn sẽ ra một con tướng cam đó. Mình sẽ chiêu mộ cho mọi người nào. Nổ hũ như mình ra con tướng tím ấy sao, Hàn Dương đây, con tướng tím đây. Là Khương Duy. Khương Duy tướng tím. Tiếp ạ. 100 ô. À, vẫn ra tướng tím. Đây nó hiện luôn chữ Cam Ninh nhỉ? Lộ sứ rồi. Chán thế. Lộ sứ mới rồi. Cam Ninh. Mình là một người chơi rất thích đồng hồ luôn. Khiến mục tiêu nhận 315% sát thương cộng với 315 sát thương. Nếu mục tiêu ở trạng thái thiêu đốt tăng 50% sát thương. Ui, kiểu trạng thái thiêu đốt này. Đặc trưng của đồng hồ luôn ấy. Nào. Tiếp đây. À, chiêu mộ. Ôi trời ơi, lộ hết rồi, lại lộ rồi, lại lộ mã siêu rồi. Mã siêu của Thục Quốc. Giảm nộ, con này có khả năng giảm nộ. Thường thường thì những game khác mình chơi mã siêu thường là con tướng gây choáng. Ở đây chúng ta sẽ có một cái thanh điểm các bạn ạ. Mới mở ra được. À, mở ra được chọn tướng. Được chọn tướng các bạn. Uầy. Được được các bạn. Chú Du ở trong trong này à? Chú Du lục tốn này. Chú Du lục tốn. Ơ. À. Hợp kích à, cùng nhau xuất trận sẽ hợp kích. À được được được, thế thì hợp lý. 2.500 điểm là rơi vào độ chiêu mộ khoảng bao nhiêu lần, khoảng tầm 250 lần tăng nhỉ, đúng không? Tôi nhớ là vậy đúng không? Mình đang có 300 ở đúng rồi, khoảng đấy. Tiếp nào, mình thử xem là nhân phẩm mình có thể quay ra tướng cam mà không cần vé đảm bảo không. Lại thượng hương này, đúng kiểu mà phản đồng ngô, quay ra toàn ngô thôi, toàn ngô là ngô thôi. Tôn tự ngưng tiếp chắc dùng để nâng sao, nhưng mà này tướng tím ạ. Làm sao để quay chỗ này ra tướng cam không ta? Ở đây nó có một cái tỷ lệ chưa mẹ? Ở đây đâu? Ai ôi 1% ạ, nghe căng thế. Lần thứ 10 sẽ nhận được tướng cam, mỗi lần chiêu mộ sẽ được 10 điểm. Căng thế nhở. Ui rồi lần này không ra cái gì luôn ạ. Ủa, có những pha mẹ không ra gì này thì mạnh chua chát lắm. Ok. Không sao. Đến thời tôi rồi. Đến thời tôi rồi. Ra đây. Quất xa. Hay xa thì nó lại là tướng, vẫn là tướng tím, không ra là tướng cam, chắc phải đợi đến vé đảm bảo mới là tướng cam mất. Khó nhở. Tôi còn 19 lần nữa là tướng cam này. Á đẩu. Ok kìa, á đủ. Má nó cầm, tôi cầm cái ấn to thế. Này, kiểu tạo hình tướng ở trong này kiểu nó theo cái phong cách của MMO ấy, nhìn nó thật tướng ấy. Ở đây rồi, Trương Liêu. Ôi địch mạnh nhỉ. Hạ Hầu Uyên, mã siêu. Hạ Hầu Uyên này. Đây là con Trương Liêu. Còn nó ra phát con mã siêu đó. Trời ơi, quả combo quay. Ôi trời ơi. Quả combo quay cuối ạ. À. Chất dã man, làm nhẹ ba nháy. Ồ. Lại thêm 99 lần nữa mới ra được tướng cam nữa. Thế thì căng nhở. Đây chúng ta sẽ được chọn tướng này. Ô đầu tiên chúng ta chỉ chọn tướng lục thôi, à lam thôi. Ô hai được chọn tướng tím và ô thứ ba là chọn tướng tướng cam. Đông ngô này vậy. Ngon thế nhở. Tốt quả chu du vào mồm thì cứ gọi là nức lòng luôn ấy. Ôi không ra gì ạ. Ờ thôi, mình cũng chỉ là làm nhẹ nhẹ 200 trăm lần cho anh em xem thôi. Tiếc quá, ra ai ra ra Trương Liêu chứ gì mà em bị căng chứ. Nên để tôi thử thay con Trương Liêu vào xem nào. Cái này đội hình này nó đang hơi yếu nhưng mà cái con tào tử của mình nó có duyên, nó có hợp kích với con dân cơ ấy. Đấy, lên trận thì dùng hợp kích sẽ mạnh hơn nên là mình phải để. Còn bây giờ mình thử thay xem. Nào, mình sẽ thay con nào vào đây. Lấy con Trương Liêu ở chỗ tàu thực xem, không biết chỗ này có đỏ lắm à,
mình cần phải tăng cấp thì mới lắp được skin, lắp được thêm tướng vào. Xem Trương Liêu nào. Liêu có một duyên với Trương Úc các bạn. Mình chưa có con Trương Úc, chưa quay ra đen thôi. Đen chưa quay ra con Trương Úc. Uầy, quả Trương Liêu à. Kỹ năng của nó đâu? Nó sẽ có 3 kỹ năng. Đấy, tập kiếm mục tiêu hàng trước này, nghĩa là sẽ là sát thương hàng hàng ngang, hàng ngang. Đấy. Đa phần nó sẽ là sát thương hàng ngang hết. Sát thương hàng ngang chủ yếu. Nhưng mà nếu như đọc kỹ năng như này thì mình có thể nhận xét là con tướng này nó hơi bị thiếu đi khả năng khống chế, đúng không? Thiếu đi khả năng khống chế của vị tướng này. Đó, cái quan điểm của mình nhận thấy là vậy. Ở phần chiêu mộ này nó có một cái trận hình đề cử này. Mình sẽ xem. Đây, Trương Liêu tôi ui rồi dùng đội hình này thì nhưng mà tại sao dùng Trương Liêu lại không dùng con Trương Úc ở đây trong này nhỉ? Để có phải là nó sẽ kích hoạt được cái được cái hợp kích của Trương Liêu không? Đúng không? Đặc tính đột phá hồi phục lượng nộ lớn cho phe ta. Ui. Quả Trương Liêu này có hồi phục nộ á? Sao đọc kỹ năng không có nhỉ? Hay là cái chỗ này nó kiểu nó bị ẩn đi ấy, mình không nhìn thấy được. Kiểu vậy. Mình không bấm vào đây mình không thấy được. Nó chỉ ghi một phần thôi. Cái này thì cần phải theo dõi thêm các bạn. Để mình xem ở đây có đấy. À đây là phải chuyên kỹ năng của nó. Nhưng mà cũng thế mà. Nó không có cái gì tăng nộ mà. Cái gì tăng nộ đâu ta? Đây, tăng HP, thần binh, duyên. Đấy là đi đi duyên với nhau đột phá này. Đây, quan trọng đột phá này. Ồ, dùng kỹ năng không tốn nộ. Hợp lý. Hồi nộ, dùng kỹ năng không tốn nộ, miễn dịch giảm nộ. Ôi à. Khi tướng ngụy phe ta dùng kỹ năng không đủ điểm nộ sẽ chuyển điểm nộ trên Trương Liêu sang dùng. Ôi hợp lý nhá. Ồ, đây này khả năng bút nộ của nó là nằm ở chỗ này đấy. Thanh niên này dùng kỹ năng đã không tốn nộ xong rồi còn được hồi nộ nữa, mặc dù nó có tỷ lệ. Nhưng mà ví dụ như trường hợp ngon nhất xảy ra đi, quả con tướng này có vẻ ngon nhỉ. Mà chia nộ cho đồng đội ạ, hợp lý thực sự, đúng mẹ tướng cam, khác khác biệt hoàn toàn. Này làm thử trận để xem nó như thế nào, làm thử trận xem mình mạnh thanh niên như thế nào nào. Trời ơi hợp lý quá ấy. Đây rồi nào, xem bạn liều bạn đánh nào. Nhưng mà đúng ấy. Ủa nhanh thế, tôi còn chưa kịp review ạ. Trời ơi không, kiểu tướng cam ấy, cái gọi là chỉ số căn bản, chỉ số cơ bản trên người nó đã cao rồi nên là sát thương của nó khủng khiếp lắm. Mặc dù tôi chưa nâng gì hết, tôi chưa nâng liver cho con tướng này luôn ạ. Trời ơi ảo thực sự ạ, khủng khiếp đấy, là một sự chênh lệch đấy các bạn ạ. Rồi ok, video ngày hôm nay mình xin phép kết thúc ở đấy thôi. Ok, bye bye mọi người nhá. It's no mystery, and you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy, when we're in too deep, and you and I.